Sáng nay, Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng phối hợp với Sở Du lịch Thành phố tổ chức tòa đàm giới thiệu môi trường đầu tư Đà Nẵng và du lịch Đà Nẵng với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Tham dự tòa đàm có bà Sang Thao, thị trưởng thành phố Osland, làm trưởng đoàn cùng gần 50 thành viên đại diện chính quyền thành phố Osland, các doanh nghiệp lớn của bang California Hoa Kỳ, Hội đồng vùng vịnh San Francisco và Hiệp hội Doanh nghiệp Viện Mỹ, đại diện các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại tòa đàm, hai bên đã trao đổi rất nhiều những thông tin liên quan đến môi trường đầu tư, chính sách ưu đãi và những cơ hội mà doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể đầu tư vào Đà Nẵng. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều cho rằng Đà Nẵng phát triển nhanh, rất lý tưởng để đầu tư, nhiều cơ hội kinh doanh rộng mở. Theo đó, rất nhiều doanh nghiệp bày tỏ sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực mà Đà Nẵng ưu tiên kêu gọi đầu tư như công nghệ cao, công nghệ thông tin, cảng biển, logistics, tài chính, du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Hoa Kỳ có thế mạnh. Hiện Đà Nẵng đang có quan hệ hợp tác chính thức với ba thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm thành phố Oakland, bang California; thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania và thành phố Houston, bang Texas. Lãnh đạo chính quyền các địa phương của Hoa Kỳ và Đà Nẵng luôn kết nối và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Đà Nẵng, trong đó có thành phố Oakland, bang California. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế mà Đà Nẵng đang có, một số nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng mong muốn thành phố quan tâm hơn đến phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng kịp nhu cầu của nhà đầu tư.